ค่ะnhưng mà giá thì bình dân. Bao nhiêu tiền? 30.000 một sâu à, anh em. Một sâu là gồm là 10 cái. Tặng cho một cái nữa là khuyến mãi. Cũng như 11.000, 11 cái 30.000. Chính xác. Đúng rồi, chắc cho đủ luôn. Tại cái đó tại ngày hồi nãy người ta khuyến mãi các cái sâu khuyến mãi. Cái này là cái sâu khuyến mãi phải không? Bây giờ chị lên là kịp không phải không? Anh em cần cảnh lại thì là cái này cái bánh bánh ú hả? Bánh ú nước trò.
bánh uống chai ăn lại. Để em ăn thử cho xong. Anh ở Trà Vinh phải không? À, Ma Chích Kha, đúng rồi. Kha vậy hả? À, đúng rồi, bạn Kha. Ngon. Kha bán cơm á, ngon lắm á. Cái mùi vị nó cũng thấy sao? Cái dẻo mềm. Cái nước cho này là cái nếp nó dẻo mềm. Tại vì cái cho này là người ta làm bằng cho gòn. Nguyên liệu anh làm bằng cái gì anh? Phần vỏ ròn, đốt rồi lóng nước cho, ngâm nếp ra bánh này. Mà cái quy trình anh làm là khoảng bao lâu mới hoàn thành từ lúc mà anh cái bánh này ạ? À? Dạ. Lâu rồi anh em. Bởi lâu lắm á. Yeah. Tại vì anh lóng nước cho xong rồi anh mới xả sạch giống như mình vo gạo đó. Cho nó ít thịt xong mình phải để cho nó ráo. Thì gói cái bánh này không gì hết cũng khoảng 2-3 tháng. Yeah, we're from here. Yeah, this is more hometown. You too.